À, xin chào các bạn. À, hôm nay hàng nó về, mình mới nhận về các bạn. Thì mình order bên đó nhưng mà phải dùng hàng lại từng thùng rồi mới số lượng rồi mới gửi về các bạn. Tại vì mình order hàng ở các web Mỹ á, thì các bạn biết rồi là order xong á, rồi 1 2 ngày sau, có hồi 3 4 ngày nó mới có cái tracking á các bạn, là cái vận chuyển á. Còn nếu mà không có cái tracking á thì hãng nó hủy nha các bạn. Thì mua các web nó rất khó chứ không phải là mình order là được liền. Mua nhiều quá nó không cho. Thì hôm nay á, cái hàng đặt của mấy anh rất là nhiều. Thì bây giờ mình mới về, bây giờ mình khui ra. Thì mua về đây là ở bên đó bây giờ để người nhà để nguyên kiện nha các bạn, rồi gửi về. Thì nó tốn hơi nặng ký xíu nhưng mà kệ, nó không có bị tháo đồ ra các bạn. Mình gửi về sân bay hải quan kiểm tra khỏi mất. Ok, bây giờ mình khui ra các bạn. Thì bây giờ mình khui ra các bạn. Thì ok. À, đây là cái mẫu 501 mà màu sáng đó các bạn, cực đẹp. Mà cái dòng đây là dòng premium nha bạn, mình mua được mấy chục cái, mua nữa không cho các bạn, tuyệt đối nó không cho. Thì các bạn biết cái dòng premium là một cái dòng cao cấp của device, mà cái này nó rất là khó mua, thứ hai là giảm giá rất là ít nha các bạn. Thì lâu lâu nó mới giảm giá, mình canh cực lắm, nên các bạn phải hiểu vậy. Đây là 501 premium. Thì cái 501 premium này á, thì cái tách đằng sau chính nó là bằng da các bạn, da miếng da rất là đẹp, nó có cho chữ lót này các bạn thấy chưa. Thì cái premium này toàn là 198 đô, 100 đô không các bạn, các bạn thấy chưa. Thì nó sale qua được 1 tuần đó là nó không sale nữa. Và cái premium nhớ các bạn nha, thì nó sẽ là may một kem ở trên này này các bạn. Cái đây là premium này là ở FPPT, là Ai Cập, viết tắt của Ai Cập các bạn, vải cua tông. Rồi ok, thì anh em nào chốt nhanh em mình kiểm sai sau nha. À, cái mua ở bên nước ngoài các bạn biết rồi, thì nó chắc nước hãng nó bán cho người tiêu dùng là nhiều các bạn, còn nó không có bán cho cái người mà đại lý, giống như mình mua về đi bán lại nó rất là hạn chế, tài khoản rất là khó mua, nó sẽ hủy hết. Cái này là cái 514 514 cái này mình mua order cho khách hay gì mình mua mình cũng quên rồi. Thì 514 hình như cái này mình mua cho khách như sao đó các bạn, 3230 514 cái này nhưng mua cho khách các bạn. Thì cái này là khách nó order, nó đặt cọc tiền cho mình rồi mình mới order các bạn, mình order theo giá sale đó, mình mua tại hãng. À, đây là 501, 501 là màu cổ điển. Cái màu đó là hình như là 3368 đúng không? 3358. 3358 thì ngày trước mình có về một lần rồi đó các bạn, rất là đẹp các bạn, nó bắt Ai Cập. Thì các bạn nào mình quay đây, các bạn nào sẽ chốt nha. Ở đây mình bán hàng là mình mua tại web của Device Mỹ, gọi là chính thức của Device Mỹ các bạn. Cái mình mua hàng này mình order từ 4 đến 6 tuần các bạn. Các bạn cái chu kỳ của nó order rất là khó, tại vì mua không 1 tuần nó mới có tracking các bạn. Về Mỹ mới dồn lại từng bịch, rồi mình người nhà mình mới đóng thùng trước nó mới rẻ các bạn. Hãng nó không có cái ship về tới Việt Nam cho mình, mà ship thì nó cũng rất là đắt tiền, gấp đôi cái quần thì nó không chịu đựng được. Cái này là mình đi hàng xách tay á, các bạn hiểu không, xách tay là mình gửi cho những tiếp viên hay gì đó thì họ xách về cho mình, công ty nó lo. À, đây là cái mã 501 màu xanh rất là cực đẹp luôn các bạn, 3358 đúng không. Đó, cái mã này năm kỳ trước mình có về rồi nhưng mà nhiều khách yêu cầu quá mình phải mua lại đó, nhưng mà mình canh cực lắm các bạn thông cảm nha. 3358 luôn các bạn, mình mua 501, 512 thì và 511 thì đợt này nó chưa sale của dòng premium nên mình cũng ít mua các bạn, thì chắc đợt sau. Đợt này 501, 501 premium. À, 501 premium là cực kỳ đẹp luôn các bạn. À, mã này đẹp lắm, 501 và premium là các bạn sở hữu được cái quần đó, nó rất là đẹp mặt luôn, nhưng mà mình vẫn bán cái giá 1,2 triệu đó, 1,2 triệu. Còn ở chỗ khác họ cũng cái giá này là cái giá mình mua sale ở hãng các bạn, chứ nếu mà các bạn mua cái premium này phải trên 2 triệu mấy các bạn tính rồi nghe, các bạn nhớ nha, ở đây là sale giá 1,2 triệu. Cái tiền mà cái quần mà ship từ Mỹ về tại Việt Nam căn ký cần 1 ký như 501 thì 240 ngàn nha các bạn.
bạn nhân lên 10 đô một ký đó. Đó là 5 lá 1 thôi các bạn. 5 lá 1 bờ premium. 5 lá 1 bờ premium thì có màu đây mình mua cũng được mấy chục cái, các bạn tranh thủ chốt nha. Còn các bạn mà mua hàng mà 500, 600, 700 rồi, tại vì người ta bán hàng không có tâm, người ta nói trên trời dưới đất nha các bạn. Đó, thì nó không có cái giá đó đâu các bạn. Còn mình nhìn vô biết đâu hàng giả hàng thật nha các bạn. Thứ hai các bạn mặc vô form biết liền. Đây là 3358 5 lá 1. Dòng đây cái dòng xanh. Xanh cũng dòng như là cổ điển nhưng mà có vết nhẹ sơ, rất là đẹp nha các bạn. Cực đẹp luôn nha các bạn, nhớ nha. Thì mình mua về đó thì nó còn để nguyên rồi nè các bạn ha. Đó, để nguyên bao bì vậy. Thứ nhất là mình về Việt Nam mình nó hơi tốn ký, tại cái bao nó tốn ký. Nhưng mà về mình sẽ ấy quan nó kiểm thì đồ nó cũng đỡ nha các bạn. Thì nó còn nguyên bịch, mình giữ kiểm soát hơn. Đây là màu xám. Màu xám 52 tắc bơ. Nó cũng dùng bờ premium các bạn. Thì cái này mình về thêm mấy cái nữa các bạn. Ở đây mình bán hàng 100% chính hãng, mua tại web. Các bạn mua ở web Mỹ là cái web device ở Mỹ là web chính thức của cái hãng luôn các bạn. Đó. Ở Việt Nam nó vẫn có nhưng mà nó là bán ở tại Việt Nam, nó đưa mình tới Việt Nam mua ở những store mua không à. Thì web đây là mình mua tại web Mỹ, địa bay Mỹ, gọi là thị trường Mỹ các bạn. Cái mã đó, cái mã màu xanh là cực đẹp luôn các bạn. Nó web nhẹ nhưng mà nó là dòng premium, nhớ nghe các bạn, 5193 premium. Các bạn chốt thì nhanh nha. Mã này đợt này mình mua rất là nhiều các bạn. Các bạn tranh thủ nha, cực đẹp luôn. Các bạn nhớ nghe là nó là nút. Đó, nút form 501 là có form form giống như là ống suông vừa chứ không có rộng lắm. Thì chiếc này là còn mình mua liên tục đó, thì anh em nào mà gửi mình order đó thì thông cảm nha. Thì nó về từ từ, tại vì nó không thể mà gửi một cái khung về cho mình được. Đây các bạn. Màu đây đương hốt các bạn, bảo đảm luôn các bạn luôn, không có nha các bạn. Đẹp lắm. Các bạn thấy chưa? 501 premium. Vải rất là đẹp, dày dặn, có một chất co giãn rất là nhẹ. Nó gần như 100% cotton nhưng mà nó có một chất co giãn rất là nhẹ các bạn. Vải dày. Mã này rất là đẹp. Đẹp cực kỳ, 501 nha các bạn. Dòng premium mình vẫn bán 1.200.000 cho đen luôn. Ở đây mình order các web của Mỹ, các thời trang ví dụ như Lacoste, Lacoste này, Calvin Klein, Tommy, Good, Gta, Nay, đó những cái hãng thể thao, những hãng quần áo là mình sẽ order hết. 501 3358 rất là đẹp luôn các bạn. Bạn nào mua hàng đó thì mình nhận rồi mình sẽ đổi hàng nếu không vừa các bạn. Còn các bạn nào mà bơm hàng hay là mình không bán cho các bạn đâu, tại vì mình mua cái quần này á thì mình mua rất là cực và thời gian rất là lâu các bạn. Thì các bạn về không có hàng bán, các bạn mua xong các bạn không lấy, hoặc các bạn bơm hàng xong ngược lại là mình không có hàng bán người ta. Một quanh này tốn tiền ship nữa các bạn. Ở đây là giá sale hết các bạn nhớ nha. Đây 5 lá 1 cổ điển các bạn. Đây 5 lá 1 toàn 5 lá 1 các bạn. Dùng cổ điển. 3358 mình mua rất là nhiều nữa các bạn. Dòng 5 lá 1 thì 3358 này, hay là mấy cái dòng cổ điển thì vải rất là đẹp luôn các bạn. Thì mình cũng mua ra rất là nhiều mã mà mình biết cái mã nào hết rồi. Đây là màu xám các bạn. Màu xám đây là màu mà khách hỏi liên tục đó các bạn, nhưng mình không sale thì mình cũng không mua được. Bây giờ nó sale thì mình mua một ít. Màu xám rất là đẹp.
Cái này kỳ trước anh em đã mua rồi, năm lớp 1. Ở đây mình bán hãng 100%. Còn những bạn nào mà mua mà muốn order thì mình sẽ order cho các bạn nha. Tại vì có những hãng nó order nhưng mà giá còn cao quá, mình mua về mình tính ra tiền cước tiền lãi mình bán cái giá đó không có lời nữa các bạn, thì mình không có mua. Còn nếu các bạn muốn mua thì mình order mình lấy tiền công thôi, tiền công khoảng 200.000 một sản phẩm đó. Nếu mua nhiều thì mình giảm giá rồi mình tính tiền cước tiền vận chuyển, mình order theo cái giá sale luôn. Năm lớp một này, năm một premium các bạn, màu rất đẹp luôn, cực đẹp. Các bạn nhanh tay nhanh không là hết đó nha, mình đem này là hết liền á. Dòng barium là dòng khó, rất là khó mua. Thường quần á thì mua bên Mỹ á, thì nó bán ở thị trường Mỹ, làm cho thị trường Mỹ, nhưng mà nó sản xuất ở nhiều nơi nha các bạn. Ví dụ như là made in Ai Cập, Bangladesh, Pakistan, Mexico, vân vân các bạn. Cái này 0015 các bạn, mình order cho khách. Như size này size 36 hay sao á, 38 hay 36 gì đó. Thì khách đây nó đặt một cái 36, 38. Tại mấy cái size lớn á, các bạn mua thì mình sẽ mua giùm. Tại vì á, size lớn quá thì về đây thì ít bán được á, nó tồn quá, nên mình không mua. Thì anh nào muốn mua thì đặt cọc cho mình mua cho, cỡ khoảng 4 tuần. Các hãng trên thế giới mình mua được hết. Đây, quần này mình cũng order cho khách, quần kaki. Ring chứ là cái gì? Ring. Mức 32. Mức 32 cho nó. Đây, ốc phát đây mình mua cho một người khách ở Hà Nội các bạn. Người ta đã cọc, bây giờ đã về Tây Nam, dòng premium. Rất là đẹp. Dòng nó cao quá các bạn, nên mình chỉ order cho khách thôi. Các bạn ơi, nó khoảng 110 đô các bạn. Của khách á. Rất là đẹp, đây mình mua cho khách. Đó, mình mua còn nguyên chưa khui luôn á các bạn. Gửi một đống bao này về cũng hơi bị tốn tiền các bạn. Một ký là 10 đô á các bạn. Nhưng mà thôi, nó về Việt Nam, về đây thì nó kiểm soát tốt hơn. Màu xám có mấy cái thôi nha các bạn. Màu xám 501. 501 là một dòng ống suông nhẹ, ống khoảng 20. Nó là nút nha các bạn. 501 là nó là truyền thống của nó là nút. Các bạn mặc hàng hãng á, các bạn mặc một hai lần các bạn biết rồi, cái form á. Và càng mặc nó càng đẹp các bạn. À, và mặt các bạn mặc các bạn biết liền, sau này các bạn mua hàng giả các bạn dễ biết lắm, tại vì nó khác form là biết liền rồi. Và 501 là phải nút, và hàng hiệu á là cái mã nào ra mã đó. Ví dụ như các bạn này nó để 501 này các bạn chưa, là 501 ống suông. Còn để 512 là biết là slim topper, 511 là slim fit các bạn đó, ví dụ vậy đó. Nên các bạn không thể mặc mà Levi's mà mặc cái nào cũng được, và mặc form nào ra form đấy. Đây là 501. Là các bạn thì mua, các bạn thì ra biết nó sẽ đưa, nó kèm theo có bill các bạn. Các bạn phải giờ shop US hơn chứ các bạn. Các bạn mình mua trên web. Đó, các bạn thấy địa chỉ Khanh đó không? Khanh Nha Trang là tên của mình nha. Vì một cái địa chỉ ở bên đó. Rồi người nhà mới gom lại gửi về Việt Nam. Đó. Mã này rất là đẹp luôn các bạn, cực đẹp luôn á. Mã này mình mua mình vải chất vải luôn, rất là đẹp luôn các bạn. Bao nhiêu khách hỏi mà mình bán hết rồi. À, 5 lớp 1 còn về nữa các bạn, nó về mình còn về mấy thùng nữa. Mình mua liên tục rồi đó. Lần sau có Calvin Klein màu đen nha các bạn, nhớ nha. Còn áo thì hiện tại lúc này mình chưa mua áo được, thì áo Calvin Klein và áo ấy về bán nó cũng còn sale mình rất là cao. Và áo phải ở mua lô phải 1,2 triệu trở lên đó các bạn. Mình chỉ bán 1,2 triệu bươi có lợi được. Mã này mã 501 premium luôn nha các bạn. 38, 32 như cái size này các bạn thấy đi.
cái size này là size 38 32 không, ai mà mặc thì cả 100 kg mặc thì mình chỉ mua cho khách, khách đặt cọc tiền á, đặt cho mình 50% trở lên mình mua nha các bạn. Đó. Mình mua cho khách. Năm 12 thì hình như mình có mấy cái đó, màu đây trước đẹp đó, hơn 90 gì đó. Này 52 nè các bạn. 52 là gọi là slim topper các bạn, nó có size 9-30 rồi mà. Bơ nó có nghĩa có size 9 nữa sao đó. Như trong cái thùng này có một sọt không biết nữa hay là nó nằm ở phía sau. Đây các bạn có ít một sọt quá. À nằm nó một luôn. Năm nó 10015 các bạn. Năm nó 10015 rồi các bạn. Đẹp lắm. 79 đô hết nha. Còn Levi bây giờ nó là thằng 79 đô không, 80 đô không. Chứ không ít nè, các bạn coi nè. Các bạn thấy chưa? 79 đô, 80 đô chứ không phải là 69 đô các bạn. Không không 15. Mình quần sọt có về đợt sau các bạn. Quần sọt có về đợt sau. Lần này không có quần sọt các bạn, nó nằm ở thùng sau rồi, tại vì đơn hàng nó về khoảng cỡ 2-30 kg là mình gửi về một lần nữa các bạn, tại vì nó hàng xách tay mà gửi cái thùng nhỏ mà. Một hay giờ màu xám màu xanh. Ok các bạn, đây là cái hàng mình mua ở bên bên Mỹ, thì giờ mới đây là mình mua bên Mỹ về mới khui ra nè các bạn, thì chụp nữa mình sẽ chụp cho các bạn xem. Rồi các bạn thích vô web mua thì mình đưa cái link hãng nào trên toàn thế giới đó thì mình sẽ mua order mà lấy tiền công 200 mình mua theo giá sale. Chụp nữa mình sẽ chụp lên cho các bạn xem nha. Các bạn nhớ là mình đem cái video này lên đó các bạn, chốt nhanh trong là hết, trong vòng 2 ngày là hết hàng nha các bạn. Đây khoảng chắc 50 sản phẩm. Bye bye các bạn. Bye bye.